Trước Lê xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Ngày mới Trước Lê xin chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành cả nhà nhé. Hôm nay Trước Lê lại tiếp tục với công việc thu hoạch cua tôm cả nhà ơi. Thì hôm nay cũng đầu nước sổ nha. Thì em mới có xuống được nách lú đây cả nhà. Biết thu hoạch tới nào đây. Đây em lấy cái lú đầu tiên nha. Rồi, em chào cả nhà đi em. Em chào cả nhà nha. Dạ. Cái quế con tôm nhỏ xíu nè. Sao sáng nghe em ghê vậy anh? Đầu nước sổ nè. Dù hôm nay em đi thu hoạch cua tôm thì dính nhiều hay là dính ít thì mong cả nhà xem video cũng vui vẻ nha. Này thì cái công việc làm vuông thì ở cua tôm nó cũng mùa màng cũng hơi thất bát nha cả nhà. Cái này tiền đâu về chở vợ đi ăn kem đi. Tiền đâu chở vợ đi ăn kem hả? Sáng bữa khe rồi. Anh sẽ gắng cố gắng hết sức em ơi. Dễ gì đâu có cái bà xã mà than thở rồi. Đây, em đi vuông thì dụng cụ cũng có đem thêm cái thao gì đây cả nhà, bỏ theo tay lưới nữa nha để dằn cá kiếm bữa ăn sáng cho gia đình cả nhà. Đây thì dây chế cua có cá nữa để em móc ngoài lợi nha cả nhà. Thế nào đây? Thế nào đây? Thế lú thì thấy quốc hè đó. Con cua gạch coi cả nhà ơi. Rồi hợp quá. Đây. Hàng khủng rồi, hảo này hàng khủng rồi. Vớt cái kia, cái này hàng khủng rồi. Ê, anh cũng vớt vát được chứ em. Thấy không? Trời ơi, đâu vậy? Cái đó vỏ ra kìa. Đâu có dễ dàng vậy. Mà để cho bà xã nhịn ăn kem hả? Cũng gán kiếm chứ. Biết cái sở thích của bà xã anh là thích ăn kem nè. Con cua này là ăn đã đời luôn em. Con cua này nó chắc cho anh thấy. Con cua này nó không dữ. Con cua nó ngon. Nó không dữ còn hơn anh luôn á. Anh không dữ như cái cua đó. Đây, đợt này em có bỏ sẵn đây nha. Cứ cái coi. Đây, cả nhà xem cua rất là bự nha. Cua này con cua mình kêu bằng cua nhất đây cả nhà. Cua này là con cua càng đỏ nha. Cua nhìn rất là chắc nha cả nhà. Cua cũng ngon. Chọc chọc. Cũng đẹp chọc chọc. Sáng vô mánh rồi đó. Mánh rồi đó. Thôi giờ ít nhiều không biết, giờ anh dính con cua này anh cảm thấy là anh rất là vui rồi đó. Chị nghe, vui nhiều không? Vui. Được chừng hai con vậy còn vui dữ. Anh càng vui nữa. Thì cái công việc em làm vuông á, là trường hợp như mình đi đặt lợn cua hoặc là mình đi thăm lú mà mình dính được con cua nhất hoặc là con cua gạch thì mình mừng lắm nha cả nhà. Mấy con cua này thì tiền nó nhiều nha. Đây. Đó không lọt. Ừ, cua này nó chắc em ơi. À. Đây, một con cua. Một em bò ghê kìa. Móc mồi vô. Thì cái cách mình bẫy cua ở miền Tây thì mình đặt là cua thì cũng khá là đơn giản đó nè. Mình lấy miếng mồi cá gì đây, mình chỉ cần móc vô cái ghim đờ như vậy nha. Rồi mình gài lại. Rồi mình để mình bỏ đại xuống nước, chỗ nào cũng được nha. Cua nhiều thì mình đặt kiểu nào nó cũng dính. Bữa nay cameraman này sáng nay cung tay quá. Cameraman như sáng cũng thiếu gì. Bữa nay em cung tay quá cả nhà ơi. Thì bà xã em thì làm cameraman thì quay cũng không có chuyên nghiệp cho lắm. Trường hợp như camera nó có hay lắc thì mong cả nhà xem video cũng vui vẻ nhé. Hồi nãy dở cái lú đầu tiên nha em.
Bây giờ em có cá kìa. Muốn làm ăn cá kìa. Chạy giỡn nước cỡ này nè. Bây giờ tới cái thứ hai cỡ nè, thấy nào đây. Nếu mà cả nhà vô xem cảnh ông xã em dở lú mà nó quất khe nó không có ăn về, cả nhà cho ông xã em xin một like và một đăng ký nha cả nhà. Em xin chân thành cảm ơn. Bắt đại lại đi, khỏi đổ khó bắt. Đường nào cũng có thu nhập. Nay cho kỳ anh tôm không chín anh. Sáng anh đi anh phong thủy rồi đâu không phong thủy rồi rồi hết trơn, rửa tay bằng sữa tắm rồi rồi mà sao kỳ vậy? Nhà anh phong thủy anh mới dính dính cua đó. Chứ phải không phong thủy là ăn cua đó quốc hè luôn rồi chứ gì. Cảnh thấy sáng rất là đẹp. Trời cũng đẹp, nhìn đâu đâu cũng đẹp, nhìn em càng đẹp hơn nha. Trời 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 trời. Làm gì làm cũng phải tranh thủ khen bà xã một tiếng nha. Nghe khen hôm nay nở lỗ mũi, chị Hồ chắc khỏi quay quá. Khỏi quay luôn hả? Thôi cố gắng quay đi em, càng nhờ bà con phải vô ủng hộ. Mình có cái thu nhập trang trại. Cá nè, hơi xếp xếp mà cá nó chạy dượng nước hết trơn. Thế nào đây? Con cá. Đặt trở lại đại chứ lại. Cá nước xếp xếp mà nó chạy giỡn nước hết trơn. Rồi mình bơi xuồng nữa. Ủa anh bơi đâu trên cạn vậy? Cạn rồi. Đang lướt đây hả? Chiếc xuồng ba lá đang đưa. Anh chiều em. Nước xếp xếp nè anh ơi. Đó, để cái hàm quá. Hàm. Đi mần mà chung với em biết nào anh mệt đấy. Bởi vì anh không mệt nay anh đi văn lưới nữa nè. Giờ về văn lưới nè. Giờ tới thiên em văn lưới cái nhà. Thiên văn lưới à. Anh văn qua phía bên đó đó anh. Văn qua phía bên đây hả? Em phong thủy rồi phải không? Em phong thủy rồi phải không? Dạ. Em định hướng em buổi sáng đi phong thủy rồi đó. Anh văn ngược trở qua xuống dưới đó. Ngược trở lại phong thủy rồi phải không? Nghe lại em thấy cây mục. À, ở miền Tây quê em đây. Văn lưới này không bơi trên vỏ thì mình lội dưới nước. Chừng nha, chừng cua kẹp ống quần nha. Nhớ giữ gìn nha, cua thăm đứa nha. Chim nó kêu, đó chim kêu rồi. Chim kêu mà dưỡng phút luôn, nó ghê chứ. Cái này mới có chim kêu không à. Nó kêu mà em nhìn ở đâu lại không thấy. Bữa nay sáng em gung tay quá, chắc em quay bữa nay chắc lắc hết à. Bữa nay sáng em gung tay với em quay cái này chắc là hơi lắc quá. Em thấy không? Em thấy hiệu quả chưa? Hiệu quả phong thủy rồi mà. Phong thủy rồi mà. Nè, nó giận nước rồi nó quậy quậy rồi. Đây 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 dở lên rồi có không ê ê ê ê ôi đã rồi đã gối gớt rồi em nghe cái tẩm vậy cái tẩm hả
cá rồi nha. Mấy cá thì được chứ chưa. Sáng chắc ăn là không biết có đại kem hay không thì nói chung cái vấn đề đó thì chưa biết hả? Chưa biết có cá. Cái cá đại bà xã trước cái được buổi đó kìa em. Em bấm tay rồi. Em bấm tay à? Trời ơi. Cả ú quay trắng tươi. Ú quay luôn. Bởi vì em thấy không? Bà xã anh nuôi là ú nu thấy cưng lắm. Tới cá nó còn ú cái. Ú quay trắng tươi. Vô. Trước hả? Vậy là cá đó cá đực rồi. Ồ, sao cá trắng trắng không ha? Cá trắng hả? Ừ, cá trắng tươi à. Cá trắng bằng cá mái. Rồi. Ờ, xảy anh con à. Ủa không? Sáng này à, giờ cũng có món ăn kìa. Có món ăn buổi sáng rồi. Bữa nay tính là cho anh ăn nước mắm rồi đó chứ mà. Anh Văn Lưới có anh Văn Lưới có cá. Bữa nay em đau họng quá. Hả? Bữa nay em đau họng quá. Đau họng thì mình có ăn kem mà là. Không, đau họng mà ăn kem được. Anh đau ăn kem vô nó mát nó mới hết đau họng chứ. Mình tới mình luôn cứ gỡ hoài đi. Anh đi tới luôn, cứ gỡ hoài tới chưa. Tên đó đó, em thấy nó ụt ụt chỗ này nè. Em thấy nó ụt ra. Ờ, em thấy nó ụt ụt rồi kìa, chắc dính. Đó, thấy không? Ờ, con cá nó nhỏ. Kệ bắt nó thì mình có gì mình đặt cua. Hoặc là mình phóng sinh. Bắt mình múc mà lờ anh. Bắt mình múc mà lờ. Ờ, phóng sinh anh thả chỗ khác, anh thấy là hồi nó dính lại nữa. Xem lợi tiếp chú quỳ trở lại. Như anh lỗi gì rồi à? Anh ngồi anh quay em có mệt không? Anh lỗi mà anh mệt chứ em ngồi trên giỏ em đâu mệt đâu anh. Ở cái cảnh miền Tây sông nước thì hầu như có cái công việc lặn lội gì đây cả nhà. Nhìn nó cũng rất là vui và thú vị. Cả nhà vô xem thì nhà ủng hộ cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà, để em có thêm cái động lực ra nhiều cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Dạ em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Hồi hộp quá, hồi hộp quá. Em cứ tự lên đi. Em nghĩ gì Trang như là anh không thủy rồi đi. Em quay nếu có lắc cả nhà gắng cố gắng xem dù em nha cả nhà. Đây, đây. À một con. Anh nói rồi mà. Tiếp theo con cua này. Nè miếng ngồi cho cua này. Em giờ con cua này. Đây. Bữa nay mà chút mà nó dính cua gạch là anh chở em ra chợ mua cho em bộ đồ đẹp luôn. Trời ghê quá, ghê quá, ghê quá. Bộ đồ dính cua gạch mua đồ đẹp luôn. Cua gạch là mua đồ đẹp luôn. Còn không dính là không mua hả? Chơi kỳ vậy. Vậy chứ có đủ tiền đâu mua em. Thì anh gác anh đuổi cá đi. Này là dính con cua này kêu bằng cua Yến Vương nha. Còn nó cũng chắc nữa đó anh. Nói thì nói vậy chứ làm sao mà mua cho bà xã được. Còn nó chắc đó. Vậy đó em mới thương anh nhiều. Vậy hả? Bữa nay thương nhiều hôm qua không? Thương nhiều hơn hôm qua. Chắc kiểu này hồi em dính cua nhiều chắc em thương càng nhiều nữa. Nói một bộ vậy chứ không chừng đi hồi ra gặp đẹp đẹp mua hai bộ vô. Trời ơi có hạnh phúc nào mà được không? Mà lo cho gia đình nha. Vô tao. Này là mấy cái phong thủy mới giữ nè. Phong thủy giữ. Hồi vậy là còn phong thủy nữa là còn dính cua gạch đó anh. Còn dính cua gạch đó. Không phải ai cũng biết cái chiêu phong thủy này à. Sáng
Trời cảm ơn sáng đẹp quá. Đẹp quá. Nhưng mà đẹp đẹp chứ em nhìn không đẹp bằng anh ơi. Đúng rồi. Anh thì biết nhiều người khen chứ không phải mình em đâu. Trời em ơi, vẫn mệt hả mà nhìn anh hết mệt rồi. Thôi từ từ từ. Ai cũng khen anh đẹp chứ. Cái khoái gì đâu luôn. Nở lỗ mũi không? Ừ, nở lỗ mũi luôn. Anh nhỏ, ai mà khen anh đẹp là anh khoái. Có tiền nhiều, ta khen đẹp móc cho người ta hết chứ rồi. Ta khen đẹp là khoái, còn tiền nó dành cho vợ. Mình khoái mà. Có như mình đi xì vậy đó. Có dễ gì không? Cái gì cũng phải nhớ về cuộc đời của anh. Ở đây mình đi tốt trên vườn gì đây, mấy chị cũng nha. Ừ, mấy chị lớn mà. Nào đây. À, cái này phong thủy dữ luôn. Cái này là phong thủy dữ luôn. Sáng nhìn ba cái bông này thơm quá. Ừ, nó nở. Thấy giác rồi nhóc cho em bé không? Bé chi anh? Bé làm chi, mình đâu có ăn gì đâu bé. Chừng nào mình có nấu canh chua đồ mình hái ra ăn bé. Nhưng mà em không thích canh chua cái giác này chứ em không thích bằng cái lá giấm anh. Ừ, lá giấm ngon nha. Ờ, mà mình ăn luôn được cái lá. Vậy quận nước. Không. Em thấy nó bay nhưng mà trong này nhìn. À, nó leo lên cái đọt cây rồi kìa. Ok. Mò hay hơn em luôn á. Sao đây dính được con cá. Còn mà có dính là mừng hả. Phong thủy này kỳ quá. Nhớ là phong thủy làm kỹ lắm hả. Ờ, phong thủy làm kỹ lắm. Mình lại chắc rửa con tay chứ gì. Em nói giám bộ có lý rồi. Con tay chắc quên rồi đó. Con tay cầm ca chắc quên số nước rồi đó. Tay cầm ca, tay rửa tay rồi. Anh làm hai bên nhất trời lắm em. Nó cái nó xích xé nó cạn cạn rồi mình bơi nè. Ở đây nhìn thấy cảnh quê nhà mình kìa. Nhìn thấy nhìn vô đó ở đây. Ừ, nhìn vô phong cảnh nè. Em quay lên thấy kiếm con cầm cọc đó kìa. À, thấy nó đậu trên chót vót kìa. Thấy luôn à. Thấy. Ờ, cục đen xì kìa. Cái cây không còn lá lú gì nhiều mà nó đậu trên chót vót kìa. Này à. Này cua thì cua tôm nó cũng hơi thách nha cả nhà. Mỗi năm tôm nhiều thì cua nhiều thì dở là cắm cái ham lắm nha. Ờ, nó bay kìa. À, đẹp ghê, đẹp ghê. À, bữa nay quay luôn được cầm cọc đậu, cầm cọc bay. Thấy luôn hả? Thấy. Bữa nay trời trong. Nay trời trong. Dưới em quay đó chứ gặp anh quay đâu có thấy đâu. Cao mà. quên quay rồi anh quên khen bà xã. Anh bơi mà anh nhớ cái gì mà anh cười mím mím hoài vậy anh? À? Anh nhớ cái vụ gì mà anh cười mím 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 hoài vậy? Anh nhớ cái thở mới vô nhau. Ôi làm em quá anh chi nhớ cái gì cười mím 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 hoài. Anh nhớ cái thở lần đầu nha. Ê. À. Trời ơi, con cua này nó già nhanh đấy em ơi. Bắt luôn. Cua này mình trường hợp con cua này thì nó còn nhỏ, đúng ra là em không có bắt nha cả nhà. Thì trường hợp cua nó già thì mình tiễn đó nha. Con cua này thì mình có nuôi bao lâu thì nó cũng vẫn vậy nha. Bắt con cua này vô mình găng me. Găng me hả em? Móc móc hai ba con cái mình găng me. Găng me luôn. Lỡ mà dính cua gạch em có găng me không? Trời, găng me rồi, cua gạch sao rồi, găng me ăn đâu được đâu anh. Trời ơi, anh nói cái gì
chứ để bà xã là anh ok. Nhưng mà cua gạch gan me ăn không ngon. Không ngon bằng cua này phải không? Nó không ngon bằng cua đó. Ý là con cua gạch không phải là gan ăn không ngon, nhưng mà chính tay anh gan thì mới ngon như vậy. À, đó. Gan me cái em sẽ đãi cho anh một lon bia. Một lon một sao? Một lon được rồi. Nói thì nói chứ lon mà quất được đâu mất tiêu rồi, còn đâu nữa đòi hỏi thôi anh. Anh đâu có uống nhiều đâu mà một lon là anh muốn ngủ rồi anh ơi. Em đi tới vui anh ngắm em hồi anh xỉn tiêu anh đứng. Cho anh hai lon cái anh uống rồi anh quẻo luôn ạ. Quẻo luôn ạ. Chắc mà mặt trời lên nè. Ừ, mày 7 giờ mấy rồi. Nè, chơi nữa. Bữa nay trời trong ha. Bữa nay hết chắc hết mưa rồi đó anh. Không đúng rồi, có em đi thì anh vui. Còn mình anh buồn hiểu, buồn yêu. Em gì, ở nhà hai chồng gì mà tới anh đi gạch tàu, chắc ở nhà chắc khóc quá anh. Khóc không? Khóc quá. Để sáng đi vuông một mình nên cái nữa nghe. Có khóc mà nhớ đi quay clip lại cho anh. Đi vuông mình nên nữa nha, nhớ tới cảnh hai vợ chồng, bây giờ mình đi mình nữa, trời ơi, có gì mà tuổi bằng. Tuổi thân gì? Tuổi thân, tức quá xách xe chạy đi dưới liền. Tuổi thân thì em cứ tưởng tượng. Ui lạ mẹ. Ủa, nó cắn nó ăn sao mà cái lờ kỳ vậy, xình nó dính rồi cá nó chắc lắm. Em muốn ngồi theo tôi gì đây, cái lờ này dứt dính cua chà bá. Em thấy chỗ gắt mình ồ bay nữa kìa, bay nữa kìa. Ừ. Ồ nãy anh nói vấn đề mà em nói tuổi thân á thì em cứ tưởng tượng đi, mình tuổi thân thì y chang như tuổi khỉ. Có gì mà bằng cái cảnh rồi nhớ chồng rồi thêm nạn tuổi cái nữa, hai vợ chồng đi chung không, bây giờ đi mình nên lẻ loi. Em đừng nói nữa rồi anh khóc, anh khóc trước em. Cái lời này thăm sớm hơn cái này. Ủa anh bơi vỏ mà cái vỏ kia sao mà nó cà giật cà giật cà giật cái vỏ vậy anh? Hả? Anh bơi vỏ mà sao cái vỏ nó cà giật vậy? Tại anh muốn làm cho em cái màn hình chớp á. Cái cảnh em đi quay video thì đôi lúc ngồi trên vỏ thì cái camera cái video mình nó hay lắc nha cả nhà. Anh giả lại cái điều kiện em còn rất nhiều khó khăn. À, nên chưa có mua được những cái thiết bị, những cái linh kiện mà là để quay được cái video nó hay và bắt mắt hơn. Thì em mong cả nhà cũng thông cảm và hiểu cho em nha. Em rất mong cả nhà góp ý để cho cái kênh em ngày một phát triển hơn nha. Ủa sao cái lờ nó gì kỳ vậy anh? Lắm như cua nó bây giờ. Em nghĩ lỗ bà lớn này còn gì nữa. Ồ vô nó cắn rồi nó ăn hết mồi rồi nó ra. Cột cột lại bảy bảy nó để đại chứ. Cột bảy nó như thế này. Anh đang tưa tôi. Tưa tầm con cá anh chưa. Trường hợp này mình thay ngồi khác đó nè. Thì cái kênh em thì cũng mới vừa thành lập đây rồi đó nha. Cũng còn quá nhỏ nha. Trường hợp những cô chú anh chị và các bạn xem qua cái video của em thì ủng hộ cho em. Dây đó. Trong dây lông kìa, trong dây đỏ trong cái đằng này nè. À, cũng như là ủng hộ cho em cắt lại anh Phúc được không? Ủng hộ cho em xem về cái vấn đề quảng cáo nha. Thì cái doanh thu em chủ yếu là nhờ vào cái quảng cáo á cả nhà. Thì em đang nói thì bà xã em hỏi thì em trả lời nên nó hơi gián đoạn, cả nhà cũng thông cảm nha. Thì hiện tại thì cái doanh thu từ YouTube của em thì chỉ có nhờ về quảng cáo nha. Thì cả nhà có thương mến vợ chồng em thì khi xem qua video thì vui lòng xem cái quảng cáo giúp em nha, để em có thêm cái thu nhập và trang trải trong cuộc sống hàng ngày và mua được những cái dụng cụ cũng như là cái thiết bị để mình quay video cho nó hay và hấp dẫn hơn nha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thank you.
ba tướng đẩy vỏ, kéo vỏ nhìn sang hết. Bơi một vòng về nè cả nhà. Đó. Vòng lúc ở trên vuông trên đó vậy đó, bơi về tới dưới này. Tới dưới này giờ phải đảo ngược trở lại về nhà. Đây, cá cá nó giật vô. Đấy. Giật dữ luôn á. Tướng rửa cá nhìn sang ghê. Sang. Biết bao nhiêu người nói câu đó anh em. Em là người thứ nói là người thứ 100 mấy rồi đó. 100 mấy rồi đó hả? Để kiếm giúp anh không? Ồ, trời ơi. Ồ, mê cả nhà ơi. Ồ, mê quá anh ơi. Cá máy không? Cá máy rồi, thôi mình cuốn vô luôn đi. Ừ, cuốn vô luôn đi. Như là mình đủ ăn cơm sáng rồi. Như là mình đủ ăn cơm sáng rồi đó. Đây, cái cảnh ở miền Tây ở quê em á cả nhà. Thì nói chung cái vấn đề mình kiếm cái lương thực ăn, cũng như kiếm cái món ăn cho gia đình thì cũng rất là đơn giản nha. Mình nấu một nồi canh chua. Ở miền Tây thì hải sản rất là nhiều đó. Mình đi một vòng gì đây. Như trường hợp nãy giờ em mới đi trên vuông một vòng thì em quay lại cá cái này. Nhìn nó rất là mê nè. Cuốn lưới cuốn chứ cũng không quên cục vàng ha, cũng nhớ kéo đẩy tới để lui hoài chứ cũng không quên bỏ lại. Ở đây thì vậy chứ ra chợ làm giữ em suốt luôn. Để ngồi người khác ginh là tiêu á. Người khác phải ginh cái rồi. Em có nghe người ta nói câu không? Bữa lên nói câu gì em biết không? Nói sao anh? Có không giữ mất đừng tìm đó. Nhà này là của quý luôn đó. Đúng. Vàng đó phải dễ kiếm đâu. Anh nhìn nhìn qua nhìn lại có khỉ không, ngồi khỉ nữa. Cổng em mất tiêu đó. Gượt quyết liệt không? Ồ, thấy hàm quá anh ơi. Hàm. Cái này cuốn vô này hồi ai gỡ anh? Ờ, để ông làm quá cực khổ em hả? Để anh cực mình lên được rồi hả? À. Đó, dằn chút xíu em đảo lại đi. Đó, nhìn vô coi, vô chụp tấm hình đẹp đẹp coi. Dính nha, ừ. Đẹp rồi đó. Như anh với con cá cái nào đẹp hơn nha? Em nghe thấy chắc anh đẹp hơn anh cá. Đẹp hơn hả? Ừ. Nhưng mà nếu con cá đẹp hơn là bỏ anh luôn á. Ờ, đúng rồi đó. Chứ em đâu dám nói con cá đẹp hơn anh đâu, nói con cá đẹp hơn anh tối không cho ngủ vô mùng rồi sao? Không cho ngủ cho mùng luôn hả? Ừ. Ý là em cho ngủ ngoài xanh vậy? Ý em cho nằm vào ngoài giống rồi sao? Phải nịnh quyết liệt chứ. Đẩy xuồng quyết liệt luôn. Thấy giận sống sao nó gượt nó. Anh không gượt nó. Cầm cái dầm anh không gượt, anh đập nó. Còn cái lờ nữa. Cái lờ nó xuống dưới chật giá cho dính con cua gạch coi. Hai con là mình mừng giờ giữ nữa anh. Ừ, nhân lòng với đột chạy đâu nè. Ồ, quá trời đẹp. Mà ở đây cây muối nhiều anh. Tháng này là ngay cái tháng có trái hay sao? Cây muối này mình ngâm ruộng rồi mình chịu ra ngâm nước hay lắm. Biết làm luôn hả? Biết chứ. Cái cây muối đó đó. Em chặt vô. Em rửa sạch rồi em giặt ra. Em sao vàng. Rồi giống như sao mà thị thổ em. À, anh biết sao dạng xong cái mình rất sạch cho đất đỡ nước mình trộn qua trộn lại như đó tới nguội mình hốt lên à, mình hốt lên mình đi rửa không bỏ trong muối luôn mình sao cái khổ này vậy đó thì hỏi anh thử cái gì thử ra nhà anh thử anh chơi anh có lên chia sẻ lúc nào
phỉ, còn cái cuối cùng khù khù. Ôi trời ơi trời, cá nó chạy kìa anh ơi, thấy mê quá. Giờ từ gần tới dưới biển rồi cả nhà. Đây, cảnh đẹp phải không? Cảnh buổi sáng đẹp phải không? Hồi nãy thì em xong cái lúa từ bên đó em bơi qua đây, dòng qua trên vuông. Dòng lên trên vuông đường bên kia, bây giờ em bơi đường bên đây về. Chín đỏ hết chưa? Anh biết đâu luôn hả? Trời hay vậy? Không ngờ chồng của em lại là... Còn em biết cái cây bằng cả đó mình dùng để làm gì đó. Làm gì anh? Mình dùng để mình ăn. Gì hả? Chứ vô một cái mà. Chứ em tưởng đâu là cái cây bằng xẻ đó nó dùng nó để chứa ong đừng cho nó gượt anh chứ. Trời tại nói gì chứ bữa ẩm đó, anh vô anh dọn. Bữa em mắc cười quá trời mắc cười. Nó đánh anh bữa đẹp quá. Ồ. Có nguyên ổ kiến vàng bự. Đây em còn hai cái gạch. Ồ cảnh này đẹp quá anh ơi. Đẹp. Em quay xuống tới đây em mỗi tay em hơi lắc à. À cái rú này em nghi chắc không có. Nghi, em nghe in ghe. Trời ơi, em nói anh thấy nghe không? Em nghi là còn cái đằng đó khỏi dở luôn đi anh ơi. Dở luôn hả? Để lỡ dính cua gạch ở trong đó rồi nó vô đó rồi sao? Nè, cây dừa này nhìn vét ót thôi đó chứ vét ót thôi mới thấy được cái bụng dừa. Tới biển luôn rồi, tới cấm sổ luôn cả nhà. Cua gạch. Thôi rồi, lượm ơi, giật con xuống luôn. Dơ quá. Tại mình mới gạch. Chiều chiều mình có đi cái là mình vũ anh. Vũ hả? Cho nó sạch. Anh vũ hay là em vũ? Anh vũ. Em phi nữa vậy? À chứ không lẽ anh để cho em vũ anh ngồi anh coi được anh. Anh hiểu mà. Tới đây thì em dỡ lúa xong rồi nha cả nhà. Giờ em cho cả nhà xem cái kết quả sau một khoảng thời gian em vợ chồng em đi lên vuông thu hoạch tôm thì em có cua thì được bấy nhiêu đây nha. Ở đây hai cá thì em mới giăng lưới đây. Cái lưới thì bấy nhiêu cá đây cả nhà. Còn con cá này thì em lên cho móc mồi là còn dư nha. Nếu mà lên cười tươi tươi coi. Giờ hôm nay video em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Thì vợ chồng em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ vợ chồng em hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Rồi em hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Sau về thôi cả nhà ơi. Giờ em bay vô nữa là xong rồi cả nhà ơi.